Rồi Kim Sơn xin chào cả nhà luôn nha. Thì hôm bữa mình có đăng cái video về nấm linh chi á cả nhà. Nấm này là nấm linh chi muỗng. Thì cũng có nhiều người cũng cần dùng cho nên là nhờ Sơn mua giùm đây cả nhà. Đó bây giờ hôm nay là Sơn tới Sơn lấy gói 3 kg này với lại 1,5 kg loại linh chi nhung kia luôn cả nhà. Đó, đây này. Ồ, 1 kg nhiều lắm á. Rất là nhiều luôn. Đó, 1 kg này. Quá trời luôn. Cái này là loại khô á nha. Cái này mình bảo quản cũng rất là dễ thôi. Đó, cái loại linh chi muỗng đây á là 600k một 5 5 500 một ký này nha cả nhà. Sơn chỉ mua giùm thôi, còn phí ship đồ là mình tự lo nha. Sơn mua giùm là Sơn cũng bỏ chút công đóng gói gửi hàng rồi luôn. Đó chứ mình gieo duyên thôi. Tại vì mình thấy nó có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người nên mình chia sẻ gieo duyên giúp bà con thôi. Đó cái này là linh chi nhung. Đó, cái này là đàn ông ngâm rượu này là ok luôn, hoặc là mình uống mình bỏ vô mình uống như uống nước trà. Đó, cái linh chi nhung kia cũng rất là nhiều tác dụng luôn đó nha. Đó. Rồi cái này là linh linh chi cũng là linh chi muỗng nhưng mà loại to cái nha. Loại này là 800k một ký. Đó. Thì tác dụng thì nó Nó giải khác độc. nhau à, Dạ. đều Đúng cái loại lớn loại nhỏ. rồi, loại này là loại lớn. Loại tay lớn này nha. Này ví dụ này, đây, một lớn một nhỏ nó khác nhau. Cái này là 800k một ký này, hình như cái bị này 1 kg thì phải. Nhiều lắm. Thì cái này nó có tác dụng là đào thải độc tố, rồi bệnh về xương khớp, rồi phụ nữ thì bệnh cái gì huyết bạch nè, rồi tử cung rồi đó. Nói chung mà có rất là nhiều, mình có thể tham khảo thêm các tài liệu trên Google, mà Google thì nó cũng có rất là nhiều cái thông tin nha. Nhưng mà mình kiếm những cái thông tin mà nó chuẩn chuẩn á. Đó thì quý vị nào có muốn dùng thì Sơn sẽ mua giúp cho nha. Đó, rồi cho địa chỉ rồi là Sơn sẽ gửi về thôi. Mình thấy hay mình chia sẻ thôi, mình chia sẻ giúp sư phụ thôi. Chỗ sư phụ mình là chuyên chữa bệnh cứu người á, nên là có những cái bệnh nan y là sư phụ đều chữa được, nên là mình chia sẻ để giúp đỡ cộng đồng. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình nha. Chỗ sư phụ mình cũng có bán mật ong nha cả nhà. Mật ong là mình uống riêng cũng được, là mình dùng riêng cũng được, hoặc là mình pha thêm với lại cái nấm á, mình uống cũng cho nó dễ chịu á cả nhà. Tại vì cái nấm là nó hơi nhẵn nhẵn cho nên mình pha thêm chút mật ong vô cho nó dịu bớt, mình dễ uống á. Còn Sơn là Sơn uống 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 chay luôn. Giờ Sơn ăn xong á, Sơn làm 2 ngụm là ok, hoặc là Sơn pha muỗng cơm rồi pha nước đồ uống rất là ok luôn. Như này là chai này là 300 này, còn chai này là cái này 160 này. Mật ho cà phê là 160, ho bạc hà là 300. Rồi nhà mình có nhu cầu thì Sơn sẽ mua giúp luôn nha. Rồi đây cả nhà, Sơn tới sư phụ Sơn mua giùm nấm cho mấy cô cần á. Một anh là mua 1 kg về 5 rưỡi, còn còn một cô là mua cái này về cho chùa ở Nha Trang để cho mấy mấy cô uống điều trị bệnh á, với lại thải độc tố rồi á cả nhà. Nói này, cái này 3 kg này, quá trời luôn. Còn cái này 1,5 kg này, nhiều lắm. Dạ. Còn Sơn thì Sơn mua một chai mật ong,
với lại sư phụ tặng một chai mật ong đặc biệt. Chai mật ong này là đã có ấy rồi, con có lọc của mẹ rồi. Đó, với lại một ít rễ giải mát nữa. Rồi nếu nhà mình có nhu cầu thì Sơn sẽ giúp nha. Đó, Sơn chỉ giúp thôi chứ không bỏ chút công không giúp thôi, Sơn gieo duyên thôi chứ không phải là Sơn lấy lời lấy lãi gì đâu. Đó thì Sơn nhắc lại là nấm linh chi muỗng á, loại nhỏ là 500 một ký. Còn cái loại lớn á, loại cũng nấm linh chi muỗng nhưng mà loại lớn thì là 800. Còn cái loại này á là 600. Loại linh chi nhung là 600. Đó là chưa phí ship nha. Còn phí đóng gói với này nọ là Sơn sẽ giao duyên. Đó, Sơn giúp Sơn giao duyên. Thì rất mong cả nhà mình nếu mà có nhu cầu sử dụng thì Sơn sẽ làm cầu nối giúp cả nhà nha. Rồi Sơn thân chào và hẹn gặp lại.